Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái dòng lưới mắt 8 phân sợi lưới 15. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về dòng lưới này, em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán này. Bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về cái dòng lưới này thì có thể là tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại góc màn hình video. Còn về dòng lưới này thì các bác mua về sẽ đánh được con rẽ run này, con te vàng và con cà kheo. Thì chi tiết về thông số lưới để cho các bác nắm bắt được. Lưới này thì bên cơ sở là làm hai khổ chính nhé. Đấy, khổ 50m này, phù hợp cho anh em đánh đồng hẹp cũng như là chặn khóa ngang này. Đây là khổ 100m thì anh em đánh thẳng đường bờ trục hoặc là đánh những cái bãi rộng. Thì tay 50m này thì làm cho các bác là 3 cọc nhé. Đấy, 3 cọc chạy dài đấy. Còn tay 100 này thì làm cho các bác là 5 cọc. Đấy, thì các bác lưu ý nhé. Còn đầu nhôi lưới bên cơ sở làm ấy, bó gọn thì khi các bác về ra lưới thì các bác sẽ cầm trực tiếp vào cái đầu nhôi thừa ra nhé. Các bác ra thì nó không bị rối nhé. Đấy là các bác lưu ý. Còn về dòng lưới này thì đây là dòng lưới mắt 8 phân sợi lưới 15 này. Thì các bác sẽ đánh được tất cả các loại rẽ run. Đấy, cũng như con cà kheo, con chân vàng. Thì ba con chim đó thì đang trong cái thời điểm này di cư khá là mạnh. Đấy, còn về sợi lưới là sợi 15 thì ưu điểm của nó thì sợi rất là bền. Đấy, và cái thứ hai nữa là lưới không bị chạy mặt các bác này. Đấy, sợi bền, gỡ chim dễ ở trên dòng lưới này. Về dòng lưới này chiều cao mắt lưới của nó là chiều cao mắt lưới là 75 mặt. Đấy, tính từ cái dây diềm cuối cùng lên trên đỉnh ấy, thì bên cơ sở làm cho các bác là 4 dây 3 túi. Đấy, còn dây diềm thì chạy là dây diềm cước đúc nhé. Đấy, dây diềm cước đúc này thì ưu điểm của nó thì khi con chim nó đóng vào độ khóa con chim rất là cao, nó không bị văng chim các bác. Đấy thì các bác có thể là trải nghiệm các bác đánh thì các bác xem các bác biết được. Đấy, còn về dây thì toàn bộ là dây cước đúc không lối nhé. Đấy, đầu trên thì bên cơ sở thắt chống gió cho các bác đấy. Đấy, còn một tay 50 như thế này thì giá cả hiện tại của nó về cái dòng lưới tốt này là 200.000 đồng. Đấy, thì báo giá luôn. Còn về 100m thì là 400.000 đồng. Đấy, đây là lưới tốt nhất nhé. Thì các bác có thể là so sánh cũng như là đặt hàng về các bác có thể là tham khảo trực tiếp. Đấy, cái thứ nhất là chúng ta búng tay này, không bị chạy mặt này. Đó, và cái thứ hai nữa là sợi lưới thì các bác cầm vào thì độ sợi rất là mịn. Và về đêm ý, thì cái lưới này sợi rất là bóng, bóng. Còn về dòng lưới này thì cái loại sợi này là sợi tốt nhất ý. Thì khi các bác đánh thì ở ngoài tự nhiên thì với cái thời điểm hiện tại phơi nắng phơi mưa thì bảo hành cho các bác là 3 tháng ngoài tự nhiên là lưới đã sẽ không bị phai màu. Thế còn số lượng lưới thì các bác thấy thực tế trên video bên cơ sở em là làm rất là nhiều. Đấy, làm nhiều thì để được là khi các bác đặt hàng thì bên cơ sở là có cái nguồn hàng để gửi cho các bác. Còn thời điểm này thì anh em đang nhiều anh em là bắt đầu là tạo những cái bàn đánh mới và nhiều anh em là bắt đầu là củng cố thêm những cái tay lưới mới đấy. Thế thì cái loạt đầu tiên thì vụ rẽ năm nay thì các bác đã trúng được 2 lần di cư rồi. Đấy, còn tiếp theo nữa thì đánh với cái số lượng nhiều thì lưới nó sẽ bị kiểu như là sơ lưới dính nhiều quá. Đấy, thì hoặc là rơi nó cắn thì các bác có thể là thay lưới. Thì xem được video này thì liên hệ cho em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ chào các bác nhé.